Người luôn gặp may mắn thường có 8 đặc điểm này. Hãy tìm hiểu 8 đặc điểm dưới đây và ngẫm lại bản thân xem bạn đã sở hữu bao nhiêu đặc điểm cho mình. Trong cuộc sống, có những người thường xuyên gặp may mắn, nhưng lại có người chỉ gặp toàn chuyện đen đủi. Có nhiều lý do khác nhau quyết định việc này. Song, nếu hội tụ trong mình 8 đặc điểm dưới đây, việc bạn thường xuyên gặp được may mắn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, những đặc điểm này chính là khởi nguồn của may mắn. Chính may mắn từ đó mà ra. 1. Có một thể trạng tốt. Ngạn ngữ có câu: năm nay là măng, năm sau là tre. Thuở trẻ thể trạng tốt, về già có phúc. Thể trạng tốt thực sự là một điều quan trọng, cần thiết và tốt đẹp. Hãy đối đãi với bản thân tử tế một chút, bởi không có sức khỏe, nói những chuyện khác chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ khi chúng ta có sức khỏe thật tốt, bạn mới có thể hưởng thụ, tận hưởng thành công, hạnh phúc và cuộc đời của chính mình. Việc kiếm tiền có làm cả đời cũng không bao giờ hết. Công việc cũng vậy, làm cả đời rồi cũng vẫn có việc để làm. Mọi việc không thể hoàn thành trong một ngày. Vì vậy, đừng để mỗi ngày bản thân thêm mệt mỏi, thêm kiệt quệ. 2. Có lòng tốt. Lòng tốt ở đây được hiểu là lương thiện với mọi người, luôn mang những suy nghĩ thiện lương trong tâm để giúp đỡ và cho đi. Cổ nhân nói rằng: thiện vi chí ngọc, nhất sinh dụng chi bất tận. Ý nói rằng chữ thiện quý như ngọc, cả đời dùng cũng không hết. Người lương thiện lấy chữ thiện làm gốc, vui vẻ giúp đỡ, cứu trợ người khác lúc nguy nan, đem đến cho họ niềm vui. Những người khác vì thế mà cũng thích kết giao với họ, lại càng sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Người có lòng tốt, càng đi đường sẽ càng rộng, lâu dần phúc báo sẽ ngày một lớn, vận khí sẽ ngày càng tốt hơn. 3. Tâm thái tốt. Người phiền muộn, bất mãn quá mức, động một tí là bốc hỏa, nổi nóng, nhìn thứ gì cũng không thuận mắt, sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hoặc tận hưởng được niềm vui cuộc đời, giống như những người có tâm thái tốt. Con người một khi có tâm thái tốt, không việc gì là họ không thể nhẫn nhịn, không có ai là họ không thể bao dung, không có gì là không thể cho qua. Người có tâm thái thực sự tốt có thể so sánh với việc một con chim mặc sức bay lên trời cao, ngoái xuống nhìn mây khói trốn nhân gian, vỗ cánh bay xua tan mọi ưu phiền. Tâm thái ảnh hưởng đến vận may. Tâm thái tốt sẽ giúp cho quá trình giao tiếp qua lại giữa người với người bớt được những trở ngại không đáng có, giúp cho lúc làm việc được thoải mái, dễ chịu. 4. Tính khí dễ chịu. Tính khí dễ chịu sẽ đem đến nhiều may mắn. Có một thực tế mà có lẽ ai cũng hiểu, đó là muốn có một sức khỏe tốt, muốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bắt buộc phải điều chỉnh thật tốt tính khí của mình, điều tiết thật tốt cảm xúc của bản thân. Nổi giận là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính bản thân mình. Vì thế, mỗi chúng ta hãy tỉnh táo. Trong tâm con người, khi để đọng lại quá nhiều sự cáu kỉnh, giận dữ và những cảm xúc xấu, nó sẽ tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của chúng ta. Khi tích lũy giận dữ trong lòng, chúng ta cũng giống như quả bóng bị bơm căng, dễ bị nổ tung và biến quả bóng thành những mảnh vụn không thể cứu vãn. Tính khí cáu kỉnh, khó chịu không chỉ phá hủy mối quan hệ xã hội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe
của chúng ta làm nhem nhuốc hình ảnh và cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng những người xấu tính, khó tính sẽ chẳng bao giờ được thần may mắn đoái hoài tới. Vậy nên hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt, mở rộng tấm lòng với môi trường, mọi người xung quanh. Bạn tự khắc sẽ thấy cuộc sống, vạn vật đều rất tươi đẹp. Đặc điểm thứ 5, nét mặt tươi cười. Tục ngữ có câu: ra khỏi cửa, ngước nhìn sắc trời, vào nhà quan sát sắc mặt. Một gương mặt khó đăm đăm sẽ chẳng thể nào khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Bất cứ ai cũng sẽ không muốn nhìn. Tướng mạo bộc lộ cái tâm. Người biết tôn trọng người khác, nét mặt biết cười, chắc chắn sẽ mang đến cảm giác dễ chịu cho mọi người, và từ đó họ sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Đặc điểm thứ 6, nói lời hay. Cổ nhân dạy rằng một câu nói hay có thể làm ấm áp suốt 3 tháng mùa đông giá lạnh. Nửa câu nói ác ý giăng cái lạnh suốt nửa năm trời. Muốn gặp may mắn, khẩu đức rất quan trọng. Khẩu đức tốt mới có thể có được vận thế tốt. Vận thế tốt mới bớt phải đi đường vòng, thêm thành tựu. Miệng có thể nhả ra hoa hồng, nhưng cũng có thể phun ra nọc độc. Hãy chú ý đến khẩu đức, đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Hãy hình dung những chiếc đinh khi đóng vào tấm ván. Dù có gỡ đinh ra rồi, người ta vẫn thấy những cái lỗ nhỏ còn hẳn lại, chẳng thể nào mất dấu dù có làm cách nào đi nữa. Làm tổn thương người khác, dù bạn có xin lỗi bao nhiêu lần, thì vết thương đó cũng không bao giờ mất đi hoàn toàn. Thử hỏi liệu bạn có xứng đáng nhận được sự đối đáp tử tế. Điều thứ 7, hành vi tốt. Trong cuộc đời, con người cần nắm giữ 2 bản lĩnh. Một là ăn nói để người khác kết duyên. Thứ hai là hành động để người khác cảm động. Quan niệm sẽ đem đến quyết định. Quyết định ảnh hưởng đến hành vi. Hành vi sẽ có kết quả. Quan điểm sống đúng đắn sẽ dẫn tới hành vi đúng đắn. Hãy kiểm điểm hành vi của bản thân mình, hiểu cách trân trọng hạnh phúc và tạo phúc. Làm nhiều việc tốt, biết cho đi, bạn sẽ được nhận lại. Đặc điểm thứ 8, quan hệ tốt. Xã hội là một mạng lưới, đó là một mạng lưới vô cùng lớn, bao phủ lên toàn bộ xã hội loài người. Mỗi người chỉ là một mắt lưới nhỏ bé, mỗi người đều có quan hệ mật thiết với tổng thể. Chúng ta thường đối mặt với một việc, đó là làm thế nào để giao tiếp với người khác. Con người trong xã hội đều mong được sinh tồn, phát triển trong sự tương tác qua lại. Bất luận việc gì, từ việc học hành, làm việc, thăng tiến, việc gì cũng cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ, hay thậm chí là hướng dẫn, chỉ đạo từ các mối quan hệ. Và muốn có được các mối quan hệ tốt, phải bồi dưỡng tâm đức, đặc biệt là hãy trung thực, chân thành.